điện tử Tấm Hoa, địa chỉ thị tứ Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương xin gửi lời chào đến các bác và anh em. Vâng, quay trở lại clip nữa, clip tối 17 tháng 12 năm 2021. Vâng, trước mặt các bác và anh em đây là một cặp loa sạc pin Vega, một cặp loa Mỹ bãi được sản xuất tại Mỹ. Cặp loa này vừa về bên em này. Cặp loa này có cái model là PD18C, một dòng loa được thiết kế 3 đường tiếng. Loa sử dụng một bát 50 từ 22 côn 77, một trung 30, một mid tép kèn, một cặp loa còn zin nguyên bản các bác anh em nhá. Đấy, căng đều còn zin nguyên hết các bác anh em nhá. Đây là căng zin nguyên của loa này. Đấy. Lưới căng còn zin. Bát trung tép đều zin hết các bác anh em nhá. Đây là một cặp loa Sennheiser Vega, một dòng loa 3 đường tiếng. Một cặp loa siêu khủng long sử dụng bát 50 từ 22 côn 77, một trung 30, một tép kèn. Cặp loa này thì các bác anh em đi làm sự kiện, những phòng trà quán bar, hoặc là những các bác anh em có không gian phòng gia đình khoảng 70 cho đến 100 mét vuông, các bác sử dụng một cặp loa Sennheiser Vega Mỹ bãi PD18C bát 50. Đấy, một cặp loa siêu khủng long tiếp tục về bên em các bác anh em nhé. Loa sử dụng thùng gỗ vỏ ngoài bọc lỉ màu lông chuột. Đấy, một cặp loa Mỹ bãi các bác anh em này. Và đây là model của sản phẩm các bác nhé. Và model là PD18C. Một cặp loa Sennheiser Vega được thiết kế hai cái bánh xe ở phía sau. Đấy, cặp loa này thì trọng lượng cân nặng của nó mỗi thùng khoảng từ 50 trên 50 kg mỗi thùng, cho nên là họ thiết kế một cái bánh, hai cái bánh xe ở phía sau. Khi các bác anh em mà di chuyển loa thì các bác chỉ cần cầm hai cái tay quai này. Đấy. Là các bác ật ngửa ra, các bác di chuyển bằng hai bánh xe sau các bác nhé. Chúng ta sử dụng như một chiếc vali. Đấy. Tình trạng loa thì báo cáo các bác và anh em là cặp loa này còn zin nguyên bản, bát tép chung là còn zin nguyên bản các bác anh em nhé. Bên em cam kết là một cặp loa Sennheiser Vega PD18C sử dụng bát 50 từ 22 côn 77, một trung 30, một tép kèn. Cặp loa này còn zin nguyên bản các bác nhé. Đấy. Và cặp loa này thì bên em đang chào bán với giá là 28 triệu đồng. Đấy, 28 triệu đồng cho một cặp loa Mỹ Sennheiser Vega. Vâng, mọi nhu cầu mua sắm các bác và anh em liên hệ cho trung tâm số điện thoại 0974637646 và 0918249265. Địa chỉ trung tâm tại thị tứ Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Đấy, bát 50 các bác này. Đấy, bát 50 các bác nhá. Đấy, bát 50 này. Trung 30. Một dòng loa thiết kế 3 đường tiếng, một mic tép kèn, tép nảy tí tách. Trung này nghe rất là sáng các bác anh em nhá. Phía dưới là hai lỗ thoát hơi. Wow, một cặp loa zin nguyên bản. Sennheiser Vega PD18C. Và giá 28 triệu đồng các bác anh em nhé. Các bác anh em có nhu cầu một cặp loa Sennheiser Vega này xin hãy liên hệ cho bên em. Về chất âm của cặp loa này thì chúng ta không cần phải bàn về chất âm, bởi vì chất âm của nó rất là hay. Chất âm của Sennheiser Vega thì các bác biết rồi. Một dòng loa Mỹ, nó được thiết kế 3 đường tiếng, trung 30. Karaoke thì lời rất là sáng và bay các bác nhá, trung 30. Tép này lẩy tí tách. Tép nghe nhạc rất lẩy tí tách các bác anh em nhá. Có giá 28 triệu đồng. Đấy. Tình trạng loa thì còn tương đối là đẹp. Tình trạng của loa thì còn tương đối là đẹp các bác anh em nhá. Đấy, và phần ngoại thất còn tương đối là đẹp các bác anh em này. Đấy. Rồi em vặn volume một chút nhá. Các bác để ý tép của nó lầy. Bát đánh rất sâu lực các bác nhá.